Chị xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên TTV cuối tuần. Hôm nay sẽ là bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin, dân Campuchia than đói trong cuộc phong tỏa thủ đô Phnom Penh. Cư dân thủ đô Campuchia tụ tập hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 4 yêu cầu chính phủ cung cấp thực phẩm. Họ bày tỏ phẫn nộ trước việc phân phối vật phẩm cứu trợ không đúng mức trong thời gian bị phong tỏa vì Covid-19 khi người dân bị cấm rời khỏi nhà. Hôm 19 tháng 4, chính quyền Campuchia đã đặt thủ đô Phnom Penh và một thị trấn gần đó trong tình trạng bị phong tỏa nghiêm ngặt để kiềm hãm sự lây lan của các ca nhiễm virus corona chủng mới, vốn đã đẩy tổng số ca nhiễm COVID-19 trên cả nước từ 500 ca lên tới 12.641 ca tính từ cuối tháng 2, kể cả 91 ca tử vong. Người dân trong làng tôi vẫn chưa được cung cấp lương thực đã 10 ngày rồi." Công nhân nhà máy Ohm Cook 25 tuổi, nói với hãng tin Reuters qua điện thoại từ quận Mentchey của thành phố, nơi khoảng 100 người biểu tình hôm thứ hai ngày 26 tháng 4. Mặc dù các dịch vụ tư nhân giao thức ăn vẫn hoạt động, chợ búa và các dịch vụ bán thức ăn trên các đường phố bị đóng cửa, khiến các gia đình nghèo gặp khó khăn, nhiều người không có thu nhập vì lệnh bắt buộc ở nhà. Chính phủ Campuchia đã yêu cầu cư dân nộp đơn xin trợ cấp lương thực. Một số gia đình ở quận Minchey cho biết họ vừa nhận được một bao gạo 25 kg, một thùng mì gói và cả hộp. Đài phát thanh quốc tế Pháp đưa tin về tình hình tại Miến Điện, một nửa dân cư sẽ lâm vào cảnh đói nghèo từ đây đến đầu năm 2022. Khủng hoảng chính trị sau đảo chính quân sự có thể khiến xã hội Miến Điện rơi vào cảnh nghèo đói bần cùng như 16 năm về trước, trên đây là dự báo của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc hôm 30 tháng 4. Theo chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc, 25 triệu dân Miến Điện có thể rơi vào mức dưới nghèo từ đây cho đến đầu năm 2022, tức trở lại với tình hình của 16 năm về trước. Theo người phụ trách chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc, Achim Steiner, nói rằng không có các định chế dân chủ vận hành bình thường, người dân Miến Điện sẽ phải đối mặt với sự trở lại đầy bi kịch của mức nghèo đói chưa từng có từ một thế hệ. Từ năm 2005 đến năm 2017, tỷ lệ dân cư sống trong cảnh nghèo đói tại Miến Điện đã giảm từ 48% còn 25%. Các cuộc biểu tình diễn ra gần như hàng ngày trong những tháng qua, kể từ cuộc đảo chính quân sự hôm 1 tháng 2 đầu năm nay, đã bị quân đội đàn áp khốc liệt. Phong trào bãi công bùng lên trong hàng loạt ngành nghề như ngân hàng, y tế, giáo dục, công nghệ, khiến nhiều lĩnh vực kinh tế bị tê liệt. Các chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ bị cản trở nghiêm trọng, giá cả thuốc men, thực phẩm hay xăng dầu tăng vọt tại nhiều nơi. Hệ thống ngân hàng gần như hoàn toàn tê liệt, khiến xã hội Miến Điện lâm vào cảnh thiếu tiền mặt. Bên cạnh đó, các trợ cấp xã hội bị giới hạn rất nhiều. Chính quyền quân sự truy tố một lãnh đạo phong trào phản kháng. Chính quyền quân sự tiếp tục chiến dịch đàn áp trên lĩnh vực tư pháp. Hôm 29 tháng 4, một trong các lãnh đạo phong trào phản kháng là ông Waimonen, 26 tuổi theo đạo hồi, bị truy tố về tội phản bội và giết người. Ông Waimonen bị bắt hôm 15 tháng 4. Theo cáo buộc của chính quyền quân sự, vị lãnh đạo phong trào phản kháng nói trên có quan hệ với một số thành viên chính phủ lâm thời đoàn kết dân tộc, chống đảo chính. Việc chính quyền quân sự đang áp đẫm máu khiến nhiều lực lượng vũ trang sắc tộc thiểu số tại các vùng biên giới phía Bắc và phía Đông tức giận. Một số nhóm vũ trang khởi động lại cuộc kháng chiến chống tập đoàn quân sự. Nhiều nhóm vũ trang cũng tạo điều kiện cho đối lập chạy trốn đang áp ẩn nấu trên các phần lãnh thổ do họ kiểm soát. Chiều hôm 29 tháng 4, quân đội Miến Điện tiếp tục không kích vào một khu vực sát biên giới Thái Lan. Theo tỉnh trưởng Thái Lan, tỉnh Mê Hồng Son, hơn 24.000 thường dân tại khu vực này phải sơ tán do bạo lực. Trở lại với bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ ra chính sách mới về ngoại giao thực tiễn với Triều Tiên. Tổng thống Joe Biden đã xác định một phương án mới áp lực Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và phi đạn đạo. Phương án này sẽ thăm dò ngoại giao nhưng không tìm cách mặc cả với lãnh đạo Kim Jong-un, Tòa Bạch Ốc tuyên bố ngày 30 tháng 4. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho báo giới biết rằng các giới chức Mỹ đã hoàn tất một tháng xem xét về chính sách đối với Triều Tiên. Hoàn tất phi hạt nhân hóa Triều Tiên vẫn là mục tiêu, nhưng theo bà Psaki, bốn tổng thống Mỹ trước đây đã không thể đưa Bình Nhưỡng đến ngưỡng đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân. Chính sách của ông Biden nhằm tìm phương án trung dung giữa các chính sách mà những người tiền nhiệm gần đây nhất của ông Biden đã theo đuổi. Chính sách của chúng tôi sẽ không chú trọng đến chuyện đạt được một cuộc mặc cả lớn lao, cũng sẽ không dựa vào kiên nhẫn chiến lược, bà Psaki nói. Thay vào đó, Mỹ sẽ theo đuổi một phương pháp thực tiễn và được hiệu chuẩn, mở ngõ và thăm dò ngoại giao với Triều Tiên và tạo tiến bộ thực tiễn làm gia tăng an ninh của mỹ và đồng minh bà saki cho biết cho tới nay, Triều Tiên vẫn từ chối giao dịch ngoại giao với chính quyền Biden. Bình Nhưỡng muốn Mỹ và các đồng minh gỡ bỏ các chế tài kinh tế liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Bà Psaki không cho biết thêm chi tiết về những bước kế tiếp nào của chính quyền Biden có thể vượt qua những cuộc thảo luận với đồng minh. Hiện có những quan ngại là Triều Tiên có thể trở lại thử vũ khí hạt nhân. Triều Tiên đã phóng hai phi đạn bị nghi là phi đạn đạo vào vùng biển gần Nhật Bản hồi tháng 3. Tòa Bạch Ốc không cho biết liệu có nhượng bộ để mang Triều Tiên trở lại hòa đàm hay không. Và bây giờ là bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Tổng thống Duterte tuyên bố Philippines sẽ không ngừng các cuộc tuần tra trên biển Đông. Hôm 29 tháng 4, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố với Trung Quốc sẽ không cho ngưng các cuộc tuần tra của hải quân và tuần duyên trên biển Đông bởi vì chủ quyền của Philippines là không thể thương lượng được. Căng thẳng đã gia tăng vào tháng 3 năm nay do việc hàng trăm tàu của Trung Quốc tập trung ở khu vực gần đá Ba Đầu, quần đảo Trường Sa biển Đông. Đối với Manila, các tàu của Trung Quốc đã xâm nhập trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng cho tới nay Bắc Kinh vẫn từ chối rút về những chiếc tàu này. Theo hãng thông tấn xã Pháp, tối hôm 28 tháng 4, Tổng thống Duterte tuyên bố mặc dù Philippines mang nợ của bạn Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong việc cung cấp vaccine ngừa COVID-19, nhưng những yêu sách của Philippines về chủ quyền biển là không thể thương lượng được. Ông Duterte nói, tôi sẽ nói với Trung Quốc, chúng tôi không muốn gây vấn đề, chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng nếu quý vị bảo chúng tôi rút đi thì không. Tổng thống Philippines nhấn mạnh là không thể có thỏa hiệp về vấn đề này. Tổng thống Duterte đã khẳng định như trên sau khi Bộ Quốc phòng Philippines tuyên bố Trung Quốc không có quyền bảo Philippines được làm hay không được làm điều gì trong vùng biển của chúng tôi. Lực lượng tuần duyên của Philippines hiện đang thao dợt ở khu vực gần đảo Thị Tứ và bãi cạn Scarborough, đáp lại các cuộc thao dượt của tuần duyên Philippines vào hôm thứ hai 26 tháng 4, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã yêu cầu Manila chấm dứt những hành động làm phức tạp thêm tình hình và làm trầm trọng thêm các bất đồng. Theo hãng tin Reuters, hôm 28 tháng 4, Ngoại trưởng Philippines Tedro Loxin đã ra một công hàm ngoại giao mới sau hơn một chục công hàm gần đây để phản đối yêu cầu nói trên của phía Bắc Kinh. Trên mạng Twitter, ông Loxin khẳng định chính Trung Quốc đang làm phức tạp thêm tình hình khi chiếm đóng trái phép các bãi đá và cải tạo thành các đảo nhân tạo. Vẫn là bản tin của Đài phát thanh quốc tế Pháp, Bắc Kinh phản đối Mỹ áp đặt mô hình dân chủ, nhưng khẳng định không muốn đối đầu với Hoa Kỳ. Trung Quốc phản đối chính sách của tân chính quyền Hoa Kỳ thể hiện trong bài diễn văn đầu tiên của Tổng thống Joe Biden đọc trước Quốc hội Lưỡng viện hôm 28 tháng 4. Ngày 29 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định dân chủ là giá trị chung của nhân loại và Mỹ không nên áp đặt hệ thống dân chủ của riêng mình cho các nước khác. Trong buổi họp báo hôm 29 tháng 4 trả lời câu hỏi của phóng viên về diễn văn của nguyên thủ Hoa Kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bần tuyên bố việc Bắc Kinh và Hoa Kỳ cạnh tranh trong một số lĩnh vực là chuyện bình thường đây là một cuộc cạnh tranh giống như trong thể thao có kẻ thắng người thua nhưng không phải là một cuộc cạnh tranh một mất một còn phát ngôn viên bộ ngoại giao trung quốc lên án việc mỹ áp đặt cho các nước khác mô hình dân chủ của riêng mình là thao túng các giá trị dân chủ điều này chỉ làm gia tăng các chia rẽ thổi bùng lên các mâu thuẫn làm xói mòn sự ổn định trong quan hệ với mỹ bắc kinh mong muốn phát triển một quan hệ dựa trên không có xung đột không có đối đầu tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng lợi trong bài diễn văn đầu tiên trước quốc hội lưỡng viện mỹ tổng thống joe biden đã trình bày những kế hoạch đầy tham vọng nhằm củng cố tiềm lực đất nước khẳng định không tìm kiếm xung đột với trung quốc nhưng cũng sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mỹ trong mọi lĩnh vực tổng thống hoa kỳ khẳng định đã nói trực tiếp với chủ tịch trung quốc tập cận bình là washington sẽ duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở ấn độ thái bình dương giống như với nato ở châu âu không phải để khơi mào xung đột mà là để ngăn chặn xung đột và Hoa Kỳ sẽ không lùi bước trước các cam kết về nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, không chấp nhận các chế độ độc tài lấn át nền dân chủ. Vẫn về quan hệ Mỹ-Trung, hôm 29 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kim phản đối mạnh mẽ sự hiện diện quân sự gia tăng của Hoa Kỳ tại các khu vực gần Trung Quốc kể từ khi ông Biden lên nắm quyền. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các tàu chiến của Mỹ đã gia tăng hoạt động 20% máy bay trinh sát, gia tăng hoạt động 40% tại các vùng biển của Trung Quốc. Việc quân đội Hoa Kỳ gia tăng hiện diện tại khu vực Biển Đông, eo biển Đài Loan diễn ra cùng lúc với các hoạt động quân sự gia tăng của Bắc Kinh thời gian gần đây. Trong một cuộc phỏng vấn trả lời báo Anh Sky News đăng tải hôm 28 tháng 4, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp cảnh báo đe dọa quân sự từ Trung Quốc đang gia tăng thông qua các chiến dịch thông tin sai lệch, chiến tranh hỗn hợp và các hoạt động trong vùng xám. Và tất cả những điều này dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự chống lại Đài Loan, hòn đảo có một chính quyền dân cử và độc lập trên thực tế. Và bây giờ là bản tin của Đài Á Châu Tự Do Trung Quốc sẽ tập trận suốt tháng 5 này tại Vịnh Bắc Bộ. Quân đội Trung Quốc vào tháng 5 sẽ tiến hành tập trận suốt cả tháng tại phía tây bán đảo Lôi Châu tức là vịnh Bắc Bộ. Tin VTC dẫn nguồn từ thông báo ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Cục Hải sự Trung Quốc như vừa nêu. Theo đó, tàu thuyền không được đi vào khu vực có bán kính 7 km từ điểm có tọa độ 21 độ 14 phút 23 giây độ vĩ bắc và 109 độ 32 phút 80 giây độ kinh đông trong thời gian diễn tập suốt tháng 5 năm nay. Đây là cuộc diễn tập lần thứ 6 trong năm nay mà Trung Quốc cho tiến hành tại Vịnh Bắc Bộ như vừa nêu. Quy mô tập diễn tập trong tháng 5 so với tháng 4 tại Vịnh Bắc Bộ mà phía Trung Quốc tiến hành có mở rộng thêm. Ngoài hoạt động diễn tập tại Vịnh Bắc Bộ trong 2 tháng tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Trung Quốc còn tiến hành những cuộc tập trận khác trên các vùng biển quanh Hoa Lục gồm Hoàng Hải, Biển Hoa Đông và Biển Đông. Vào năm ngoái Trung Quốc cho thực hiện 9 cuộc tập trận tại Vịnh Bắc Bộ và 11 cuộc tập trận tại Biển Đông. Đài phát thanh quốc tế Pháp đưa tin về tình hình tại Biển Đông, Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc vừa loan báo. Chính quyền Việt Nam vào hôm 29 tháng 4 đã chính thức lên tiếng bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc vừa ban hành trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc, trong đó có Biển Đông. Trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt đã cho rằng lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc mới ban hành hôm 27 tháng 4 đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế đồng thời đi ngược lại với các thỏa thuận giữa hai nước. Theo ông Việt, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định theo công ước Liên hiệp quốc về luật biển gọi tắt là UNCLOS năm 1982. Phản đối của Việt Nam nhắm vào lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc vừa ban hành, áp dụng trên các vùng biển Bột Hải, Hoàng Hải, Biển Hoa Đông và một phần Biển Đông từ vĩ tuyến 12 trở lên phía Bắc. Thời gian lệnh cấm có hiệu lực là từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh liên tục ban hành các lệnh cấm đánh bắt cá với lý do là để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vấn đề là lệnh cấm này bao trùm lên vùng biển của các láng giềng mà Trung Quốc cho là của họ và luôn luôn bị phản đối. Theo ông Đoàn Khắc Việt, việc bảo vệ tài nguyên sinh vật cần phải được tiến hành phù hợp với các quy định liên quan của UNCLOS và không được xâm phạm chủ quyền, quyền tài phán trên biển của các quốc gia liên quan khác. Hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã trích dẫn lực lượng hải cảnh Trung Quốc đe dọa sẽ tăng cường tuần tra và giám sát chặt chẽ hơn các tàu đánh cá. Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa cho áp dụng luật hải cảnh mới, cho phép lực lượng cảnh sát biển của họ sử dụng võ lực, kể cả nổ súng vào tàu nước ngoài, bị cho là không tuân thủ luật lệ của Trung Quốc. Trung Quốc có thêm một bộ luật về hàng hải để áp đặt chủ quyền. Bên cạnh đó vào hôm 29 tháng 4, Quốc hội Trung Quốc cũng đã phê chuẩn một bộ luật sửa đổi tăng thêm quyền hạn cho các cơ quan phụ trách an toàn hàng hải. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi luật an toàn giao thông hàng hải sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 tới đây. Căn cứ vào luật mới này, Cục Hải sự thuộc Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc có quyền ra lệnh cho các tàu nước ngoài rời khỏi vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh hải nếu đánh giá tàu đó có thể đe dọa an ninh. Luật này cũng cho phép ngăn chặn các tàu nước ngoài xâm nhập vùng biển mà Trung Quốc cho là của họ nếu các tàu không thuộc diện qua lại vô hại theo luật quốc tế. Theo hãng Kyodo, luật kể trên đang làm dấy lên lo ngại về việc căng thẳng lại gia tăng giữa Trung Quốc và các láng giềng ở Biển Đông, cũng như ở các vùng biển khác trong khu vực. Và bây giờ là một số tin ngắn khác đáng chú ý được tổng hợp từ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Hàn Quốc truyền đơn chống Bình Nhưỡng được gửi qua Bắc Triều Tiên bất chấp lệnh cấm. Những người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc vào hôm 30 tháng 4 công khai thừa nhận đã vi phạm luật cấm gửi truyền đơn tuyên truyền chống Bình Nhưỡng từ Hàn Quốc hai lần trong tuần này. Đây là lần đầu tiên xảy ra các vụ thả bong bóng mang theo truyền đơn qua khu phi quân sự chia các bán đảo Triều Tiên kể từ khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật cấm hoạt động này vào tháng 12 năm ngoái. Theo nhóm người tị nạn nói trên, họ đã gửi đi 500.000 tờ rơi, 500 bản anh và 5.000 đô la tiền mặt cùng với 10 quả bong bóng bay trong hai vụ thả bong bóng từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 4. Chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của Mỹ đến Ấn Độ theo hãng thông tấn xã Pháp, phi cơ vận tải quân sự Super Galaxy mang theo hơn 400 bình oxy và nhiều thiết bị y tế cùng với gần 1 triệu xét nghiệm nhanh đã tới sân bay quốc tế New Delhi hôm 30 tháng 4. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, các hàng hóa cứu trợ khẩn cấp Ấn Độ của chính quyền Hoa Kỳ có tổng giá trị hơn 100 triệu đô la. Giới chức Hoa Kỳ cũng cho biết, thiết bị y tế do các doanh nghiệp và cá nhân hỗ trợ Ấn Độ sẽ tiếp tục đến Ấn Độ trong những tuần tới với các chuyến bay đặc biệt. Tổng cộng đã có hơn 40 quốc gia cam kết hỗ trợ Ấn Độ, đặc biệt là về mặt khí oxy, theo Ngoại trưởng Ấn Độ hôm 29 tháng 4 cho hay. Ấn Độ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đại trà cho tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên, với khoảng 600 triệu người kể từ ngày 1 tháng 5. Hãng tin Reuters cho hay Liên Âu tố cáo truyền thông Nga và Trung Quốc tìm cách gây ngờ vượt vaccine ngừa COVID-19 của phương Tây. Theo một báo cáo của Liên hiệp châu Âu công bố ngày 28 tháng 4, từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 4 năm nay, báo chí chính thức của Nga và Trung Quốc công bố bằng nhiều thứ tiếng hàng loạt thông tin sai lạc nhằm rêu rắc hoang mang trong người dân về các vaccine và khi khẳng định rằng là các liên hệ hoàn toàn không có cơ sở giữa việc tiêm chủng và một số trường hợp tử vong tại châu Âu một vận động viên Miến Điện quyết định không tham gia Thế vận hội để không tạo cơ hội cho chính quyền quân sự đánh bóng hình ảnh của mình. Theo hãng thông tấn xã Pháp hôm 30 tháng 4 đưa tin, vận động viên bơi lội Miến Điện Witt Hed -Hu, 26 tuổi, có cơ hội tranh tài tại Thế vận hội Tokyo sắp khai mạc trong môn bơi 50m tự do quyết định từ bỏ giấc mơ giành huy chương Olympic. Vận động viên đang cư trú tại Úc viết trên Facebook rằng, chấp nhận tham gia đoàn thể thao miếng điện như hiện nay đồng nghĩa với việc thừa nhận tính hợp pháp của chế độ giết người. Theo hãng thông tấn xã Pháp, Tổng thống Biden sẽ tiếp Tổng thống Hàn Quốc ngày 21 tháng 5. Thông báo của Tòa Bạch Ốc hôm 29 tháng 4 cho hay Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tiếp người đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in tại Washington ngày 21 tháng 5 tới đây. Tổng thống Hàn Quốc như vậy sẽ là lãnh đạo ngoại quốc thứ hai được Tổng thống Biden tiếp tại Tòa Bạch Ốc sau Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đến thăm Hoa Kỳ trong tháng 4 này. Một bản tin khác của hãng thông tấn xã Pháp COVID-19, New York sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại từ ngày 1 tháng 7. Đó là thông báo của thị trưởng Bill de Blasio ngày 29 tháng 4. Trong khi đó, thống đốc bang New York khẳng định có thể mở cửa trước ngày 1 tháng 7. Hiện giờ tại New York đã có nhiều cửa hàng và nhà hàng mở cửa trở lại với số khách hạn chế và thị trưởng Bill de Blasio không nói rõ mở cửa lại hoàn toàn nghĩa là sẽ bãi bỏ những hạn chế nào. Khoảng 2,4 triệu dân New York trên 8,5 triệu đã được chích ngừa hoàn toàn. Mục tiêu mà thị trưởng de Blasio đề ra là tiêm phòng cho 5 triệu người từ đây cho đến cuối tháng 6 một bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nghiên cứu của Anh nhiễm và chết vì Covid sau khi tiêm chủng không nhiều. Một số rất ít bệnh nhân Covid, chủ yếu là những người già yếu, phải nhập viện hoặc thậm chí thiệt mạng cho dù đã được tiêm một liều vaccine của Pfizer hay AstraZeneca, nhưng điều này không có nghĩa là vaccine không hữu hiệu. Các nhà nghiên cứu của Anh tuyên bố điều này vào ngày 30 tháng 4 công bố dữ liệu thực tế về một số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại Anh. Các nhà nghiên cứu nói rằng những phát hiện này cho thấy một số mức độ thất bại của vaccine, hay nói cách khác là có những trường hợp mà người đã được tiêm chủng vẫn bị nhiễm và ngã bệnh, nhưng điều này không phải là ngoài dự đoán. Việc này xảy ra đa số nơi nhóm người có nguy cơ cao bị bệnh nặng là những người lớn tuổi, những người này rất yếu và rất cao tuổi rồi. Ông Callum Sample, một giáo sư đại học Liverpool, đồng là lãnh đạo của cuộc nghiên cứu này nói, chúng tôi không nói là vaccine không hiệu nghiệm. Thực sự đây là một bằng chứng tốt trên thực tế cho thấy là vaccine hữu hiệu nhưng cũng chứng tỏ là vaccine không hoàn hảo. Dữ liệu được công bố vào ngày 30 tháng 4 chưa được các đồng nghiệm phối kiểm, cho thấy trong số hơn 52.000 bệnh nhân COVID nằm bệnh viện mà họ nghiên cứu, có 526 người đã được tiêm liều đầu tiên vaccine của AstraZeneca hay Pfizer ít nhất là 3 tuần trước đó. Trong số những người này,